Mời anh em cùng theo dõi thưởng thức chất âm từ mẫu ly Pioneer FA4400 này. Đây là một mẫu ly cổ của dòng Pioneer size nhỏ anh em nhé. Tôi báo giá luôn cho anh em, mẫu ly này là 2 triệu đồng, hàng bãi zin tuyệt đối cho anh em. Mặt tiền đẹp, phong cảnh đẹp. Đầy đủ các tính năng cơ bản đó là chỉnh bát chép, cân loa, lào lướt. Âm ly này thì nó thích hợp anh em nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc lời và ghép vào những đôi loa bát 20, 25. Tôi sẽ mời anh em xem luôn nội thất, sau đó thì cùng nghe nhé. Chỉ cần mình cho nhau thời gian bốn xó. Âm ly này chạy 2 sò, 2 vít của Pioneer, 2 tụ lọc, 1 nguồn. Thiết kế cũng khá dễ nhìn. Tản nhiệt là cả một cái khối này anh em nhé. Tiếng nổi tiếng là mềm mại, ngọt ngào, dòng Pioneer. Nói chung là những con âm đi cổ thì đều có chất âm ngọt. Và đây cũng là một con âm đi cổ, nhưng nó hơn là của một hãng nổi tiếng. Nó quá tuyệt vời để anh em ghép vào những đôi loa toàn giải, loa cổ. Và tôi đang ghép vào đôi loa Bass 25, số series 6225, 53W, 100V. Đường vào AUX tuner đầy đủ 100V. Nghe tê tái đôi tai luôn. Những mẫu ly cổ này thì nó sẽ mang lại cái chất âm rất rõ, rất ngọt. Độ tái tạo âm thanh trung thực. Đang hoạt động bình thường. Có lá rơi cuối đường, nhẹ bay theo gió vấn vương. Giữa một trời yêu thương, mình tạm biệt nhau trên phố. Nụ cười đó em luôn khắc ghi, từng ngày tháng ôi em ước gì. Chỉ một giây thôi em gặp anh trước khi người ta đến. Nỗi tiếc thương vỡ òa, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Chỉ cần mình cho nhau thời gian bốn xó. Vì người đó không thôi ngóng trông, và vì người đó em rất tôn trọng. Đừng vì em quên đi. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.